là phục cua số rạn đấy, cua lông anh em mình bắt tối qua nhá. Thì hôm nay anh em mình sẽ rửa và hấp cả tôm nhá. Mày cho hết vào hấp. Mấy cua lông thì nó lên bờ giờ nó chết rồi. Còn những con rạn này cũng là khỏe lắm. Nó có nhiều gạch không? Thôi, rửa cho vào hấp. Ok, anh mình đã rửa sạch sẽ cho vào nồi rồi. Cho vào sả nữa. Đây là tôm. Tôm hấp sả luôn. Đây là cá. Cá đang kho. Hấp dẫn qua. Dưa chua, ớt, riêng. Một nồi cá hấp dẫn. Bắt đầu hấp. Mày sẽ bỏ tay xuống. Ừ, rồi đấy. Thích hơn này không? Tô bắt đầu đỏ hình dạp nha. Hấp dẫn luôn. Đợt chín là chín này. Chịu hỏi là cái bộ thứ hai nữa. Cua chưa? Cua mới bắt đầu làm đỏ. Ok mọi người, thì anh em mình đã hấp hết xong rồi nhá. Cua đây, tôm đây, và thêm món nộm dưa chuột cà rốt. Ăn cho tí rau xanh chứ ăn nhiều hải sản quá nhiệt thừa chất. Còn đây là nước ngọt nhá, nước ngọt con đá. Đùa đấy, rượu đấy, 40 độ, cho thêm đá cho nó dịu đi. Và đây là nước tương chấm cua tôm. Thôi thì anh em nha, vào bữa nhỉ. Chứ nhìn thèm lắm rồi. Con to nhất con nhé. Tôi làm con rạm. Ôi, con rạm chân đói rồi. Thịt này quá trời thịt luôn. Gạch con mọi người. Con rạm này gạch. Đói, thịt trắng xóa này, nhiều thịt lắm mọi người. Này thì vật quan xem nào. Quang con quang đâu? Ôi con quang này, gạch rạm này, gạch đỏ au. Đỏ au. Nhìn thấy là thèm. Nhìn thôi. Này, thịt đây mọi người này. Chấm phát. Sốt. Ôi con này. Có trứng không ạ? Ngọt thế. Trứng này, dưới đây này. Gạch ấy, không trứng đâu. Trứng. Gạch. Trứng. Ngọt lắm thịt. Thật luôn đấy. Trứng này. Trứng nào trên mai không? Đây. Nó ở dưới này này. Trứng nó ở dưới này. Đây. Trứng đây này. Đúng rồi, Quang ơi, đúng rồi. Trứng ở dưới cái mai này là trứng. Trứng. Ngon lắm. Múc về. Tự hành hạ mình thế nào. Tự mình giết mình đi. Điệu nó phết này, điệu nghệ nó phết này. Ôi lắm thịt lắm. Cua này ăn cái mai chỉ ngon lắm này. À, Quang, tặng Quang. Thank you. Đồng gì à? Gọi là đồng san bát. Đồng đội. Hôm qua tôi vớt thì Quang cầm túi. Thế hôm nay có bữa đã rồi. Cứ hết tiền ra biển lại có đồ ăn. Như chấm được. Ngon. Ngon không? Chấm được không? Chấm thôi, chấm tí thì không cảm nhận được nữa. Con cua này ăn được. Con cua này ăn cái này trên thì ngon lắm. Chân lắm thịt lắm nhá. Rất ngon.
Ngọt nhỉ. Tôm cua tươi khác. À. Các bạn ạ. Cái này càng. Xin mời tất cả mọi người nhé. Tự hành mình tí. Chân tuy bé nhưng mà rất lắm thịt luôn. Dạ, cứng quá. Nhìn chưa? Nhiều thịt chưa? Một cái chân mà toàn thịt thôi, không có vỏ, vỏ thì ít lắm. Toàn thịt là thịt. Chấm phát, nước chấm. Ngọt. Quá tuyệt vời. Con gà có trứng. Cái cua này hơi bị tỉ mỉ ấy. Ăn trứng cua này, con này. Ăn. Làm những con cua thử xem nó có bùi. Hả, nó hơi nhiều vị biển đúng không? Nhiều ăn vị tai. Hay á. Ăn bùi bùi. Ăn cảm giác hơi sao sạo cái gì nhỉ? Ăn là bùi mồm nó thơm. Ăn nám. Trước giờ chưa vào ăn trứng cua bao giờ. Ngon không? Ngon. Một con cua nó rất là thơm. Toàn vật nữa con. Quang mai nó dạ dày rách lung tung. Chân cũng nhai hết. Nhai à? Nhai cả cua chân à? Đừng, mình nhai chân. Nó có ngoài chân nó rồi bắn. Rồi thôi, mình nhai chân đâu. Chân nó bắn đấy. Đã nhỉ? Mấy em bé nhà nó thích đi ăn, bắt con này nuôi. Phần gạch này. Vàng ươm. Chấm luôn. Ngon. Con cua lồng giờ tôi chén con ghẹ. Toàn gạch gạch này. Không có nước. Ngọt quá. Mấy chất liệu mình phải phơi nữa. Gạch. Này tí mềm rồi. Nó đắng thế nhỉ? Tao vẫn ăn đắng mà, ngâm ngâm, nó không được ngọt. Cái này cái đắng thế nhỉ? Hai con này chưa chín nhỉ? Tao ăn vẫn ngâm ngâm. Không biết Quang ăn nào, tao ăn vào con vừa tan con thứ đầu tiên cũng ngâm ngâm. Không được ngọt. Đồ ăn là ngon cái à? Quang ăn khôn như mỏi. Thì tôm mà, như là tôm Việt Nam luôn. Cái thịt nó toàn thịt thịt này. Ăn này bé bé chứ thịt cũng chất lượng nhỉ.
ngọt. Tôm à, bóc vỏ chứ. Ừ, quán trách con tôm bóc từ đầu, làm từ đầu cho anh em. Ôi xem à. Làm từ đầu luôn. Ừ, bóc vỏ giới thiệu anh em như này hả? Con tôm này tôi vớt như thế này. Con tôm vớt có khổ. Con này sẽ chết với tôi. Con tôm này lại to là, nghe đồn là 200.000 một con các bạn. 40.000 đồng Việt Nam một con nhá. Nói thật đấy. Cho mặt đấm, đấm cái vào mõm này. Ừ. Thế nào? Hương vị thế nào quá? Ngọt. Phải ăn hết con tôm mới hiện ra được. Ừ. Ăn hết con tôm à? Thế ăn đầu không, không phát hiện được hết à? Bóc ăn thì ngon thật nhưng mà làm sao? Bóc hơi lâu. Cái độ ăn của mình nhanh nhá. Chắc cái độ. Thế thì ra siêu thị nhá. Ra siêu thị mua lại tôm bóc rồi nhá. con tôm này ăn tôm hơi chậm. Đừng, đừng. Để tôi dạy Tuấn Anh đừng, đừng làm vậy. Đây, tôi bửa một cái cách. Đây, ông bửa này bắt đấy, nó ra luôn ông cầm được. Đấy. Thấy không? Thấy không? Thành công, chuyên nghiệp ăn cua. Quay tao quay nhá. Nào dơ tôm bây giờ. Đây. Đỏ lòm. Tôm như là nhiều thịt nhỉ, không bị óp đúng không? Không. Nào. Ngọt lịp. Rắn tôm không? Tôm cứng. Ngon không? Ăn vô tôi, vã vậy? Tôi làm con tôm, để nhưng mà tôi phải chọn to. Vã cho anh em ơi. Tôi vặt. Con tôm. Tôm siêu thịt. Ăn thịt là thịt. Tôm này. Không phải vứt đi được. Nhìn thịt hấp dẫn. Tôm nhìn hấp dẫn không? Toàn thịt là thịt. Chấm phát. Nó sốt. Bóc vào xem. Hả? Bóc vào xem nào. Bóc vào xem. Không còn gì nữa. Không còn gì cả. Tôi ăn hết trứng nó rồi. Không biết là bóc mai nhìn mai rồi. Đấy. Bóc nhìn mai. Ôi, nó ngọt. Nó ngọt lắm ấy. Uống, ăn đi, uống đi. Ôi, vẫn còn nhiều cua. Nhiều ghẹ này, tôm vẫn còn. Nhưng không ăn hết nữa, no lắm rồi. Là một rổ, một đĩa, ăn sao hết được. Nộm thì hết, nhưng mà hai cái món này không hết được. Đây, túi. Đây, một túi vỏ cua này. Cua, túi. Thôi nhá, anh em mình xin dừng video ở đây. Chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại các bạn nhá. Hẹn lại video lần sau. Nhá. Lại có đồ ăn.